Sinh viên biểu tình chống cắt giảm tài trợ giáo dục cao đẳng, tin từ Melbourne. Các sinh viên và cảnh sát đã đụng độ tại một cuộc biểu tình ở Melbourne vào ngày hôm nay liên quan đến đề nghị cắt giảm tài trợ liên bang cho giáo dục đại học. Phương tiện truyền thông địa phương cho biết khoảng 100 sinh viên đại học đã tụ tập bên ngoài tòa nhà quốc hội của tiểu bang Victoria và đốt hình nộm của Thủ tướng Úc ông Tony Abbott và Bộ trưởng Giáo dục ông Christopher Pyne. Các sinh viên đã ném giày vào cảnh sát và phương tiện truyền thông địa phương cho biết một cảnh sát đã bị đấm và 5 người biểu tình đã bị bắt giữ. Nhiều cuộc biểu tình khác đã được các sinh viên lên kế hoạch.